Vậy là một mùa xuân nữa lại về trên dẻo cao đầy nắng và gió. Vâng, kính thưa quý vị, xuân đã đến rồi. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng xuống chợ qua ca khúc Phiên chợ ngày xuân, sáng tác Nguyễn Tiến, qua phần thể hiện của đơn ca nam Duy Phường đến từ câu lạc bộ Doanh nghiệp. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Dọc rách mùa xuân về hối hả, ngựa đi xuống chợ cùng ta. Ngựa đi phiên chợ ngày xuân, miệng em cười, áo em rực rỡ, màu núi màu rừng cho lòng anh mê say. Nàng ơi, gọi em bằng tiếng khen, sao em mải mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu giữa chợ phiên anh muốn uống thật say, để lòng với nỗi buồn. Nàng ơi, hãy về cùng anh. Hoa mi chim hót vang tiếng khen anh, thương anh theo anh về bàn. Nàng ơi, thương anh theo anh về bàn. Nàng lòng anh mê say. Nàng ơi, gọi em bằng tiếng khen, sao em mải mê hát chẳng nghe khen anh gọi. Chập trùng đôi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn, sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khen anh. Bát rượu giữa chợ phiên anh muốn uống thật say, để lòng với nỗi buồn. Nàng ơi, hãy về cùng anh. Thương anh, dìu anh lên ngựa, gặp anh đường xa. Hoa mi chim hót vang tiếng khen anh, thương anh theo anh về bàn. Nàng ơi, thương anh theo anh về bàn. Nàng ơi, nàng ơi.
Dạ vâng, rất tuyệt vời. Xin được trân trọng cảm ơn Đơn Ca Nam Duy Phường rất là nhiều. Một ca khúc mang lại cho tất cả quý vị rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón đồng chí Phạm Tiến Du, Phó Bí thư Quận ủy.